Nếu như mà trước 30 tuổi mà chúng mày có tiền là chúng mày ăn cứt đấy. Bây giờ tuổi trước 30 là tuổi đi học, mà cái tuổi là phải rèn luyện bản thân. Kim cương ấy, mà nó đắt nhất, nó giá trị nhất đấy, và nó cứng nhất đấy, cũng chỉ bởi một lý do thôi, là kim cương nó nằm ở độ sâu sâu nhất và áp suất của nó chịu được là lớn nhất, áp lực của nó lớn nhất. Con người cũng vậy, còn 21 từ đầu mà chúng mày đã chịu những cái áp lực là gì, là nợ lãi, là thế này là thế kia, so với bạn bè cùng trang cùng lứa, nó còn đang ngồi trên ghế nhà trường đại học kia, nó còn đang ý là nó chỉ là những đứa đi học, nó chỉ là những con gà công nghiệp, nó chưa chịu áp lực gì cả. Đây chúng mày đang là chịu những áp lực nợ lần, sự dằn mặt của xã hội, thằng này đòi nợ thằng kia bắt đóng lãi, bố mẹ thì gì dè bỉ kia quá khinh, người đời thì bỉ bôi chê trách, mà chúng mày chịu được cái áp lực đấy nhá, để mà chúng mày vẫn là người sống tồn tại và vươn lên nhá, thì sau này chúng mày mới là kim cương. Ngồi đây với mày, với tay về dùng nhà đến.